Nhi xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Lê Thị Nhi nha. Chúc cả nhà mình một ngày mới thật là vui vẻ. Sáng nay thì Nhi mới đi tập yoga về cả nhà. Thì Nhi vẫn duy trì cái thói quen tập buổi sáng. Nhi tập từ lúc 5 giờ sáng cho đến 6 giờ. 6 giờ về thì anh Thép chuẩn bị đồ. Hôm nay là ngày 14. Ngày 14 âm lịch tháng 8 á. Là ngày mai là ngày rằm tháng 8. Hôm nay là anh Thép có chuyến phát quà cho 600 phần quà luôn. 600 phần quà cho 600 bé ở ở Bắc Ái lận. Cũng khá là xa. Với lại hôm nay cũng có nhắn tin cũng có đăng lên trên trên Facebook là nhờ mấy anh em bên đội thợ cắt tóc để mà hỗ trợ cắt tóc cho mấy bé cho nó vui. Cắt tóc gọn gàng để đón Trung thu cả nhà. Mà hôm nay mấy thời điểm này thì Nhi đi không được, tại vì nó hay mệt ngang á, nên là đi đường xa thì đi cũng được, nhưng mà đi đường xa về nó mệt lắm. Nên là anh Thép kêu là thôi Nhi ở nhà đi coi làm một số công chuyện lặt vặt cần xử lý ở bên shop, hoặc là những cái gì mà anh Thép nhờ thì mình chạy vòng vòng ở khu vực thị trấn này thì Nhi đi được, đi xe máy thì đi được, chứ mà đi xa cả ngày á thì nhiều khi nó đói ngang rồi nó mệt ngang nữa, nên là Nhi không có đi. Buổi sáng thì Nhi thường đi tập từ 5 giờ sáng đến 6 giờ sáng thôi, chủ yếu là mình để đi tập cho nó vận động cho nó ra mồ hôi. Chứ bây giờ mà theo mấy anh chị mấy chị em trong lớp mà lên mấy cái động tác khó là Nhi không theo nổi, cảm thấy cơ thể mình nó nặng nề lắm. Giờ mình ngồi đây nè, mình cho cá ăn xong mình nhìn mấy con cá bơi bơi nhìn thấy thoải mái lắm cả nhà. Lúc mà anh Thép làm cái hồ này là Nhi rất là cản, tại vì mình không có muốn phải làm thêm để nó tốn nhiều thêm chi phí á, nên là Nhi muốn làm cái gì nó gọn gọn gàng là được, ok là được, đừng có phát sinh nhiều quá. Nhưng mà anh Thép vẫn quyết tâm là vẫn muốn làm một cái hồ cá. Nhưng mà khi mà làm ra mình ngồi đây mình cảm thấy là nhờ cái hồ cá này mình cũng được thư giãn rất là nhiều luôn á cả nhà. Buổi sáng mình ngồi ở đây mình cho cá ăn rồi mình nhìn thấy mấy con cá nó ngồi lên mặt nước á, nó ăn mấy cái viên thức ăn nhìn cũng thư giãn lắm cả nhà. Tuy là hồ nhỏ nhưng mà mình cũng để được khoảng chắc còn 20 con cá lớn thôi, còn lại là cá nhỏ không mà. Nhìn kiểu nó bơi bơi á, sinh động, với lại cảm thấy thoải mái lắm. Cái này cũng là một cách để giải tỏa tâm trạng á cả nhà. Mình nhìn thẳng trực diện nó hả miệng lên nó đớp đồ ăn, nhìn dễ thương lắm. Ở dưới đây hình như là có hai con cá lau kiến nữa để nó dọn mấy cái rong ở trong cái hồ. Nhưng mà Nhi nghĩ là cái hồ này mà hai con thì ăn hơi đuối, chắc phải kiếm thêm vài con cá lau kiến nữa. Sáng thì Nhi sẽ pha một ly sữa ngũ cốc. Cái đây không gọi là sữa mà gọi là ngũ cốc. Từ các loại hạt xay ra cả nhà. Cái này gì cũng Nhi xay ra xong rồi chia cho Nhi một nửa. Ở trong đây là hình như có đậu đen, đậu xanh, hạt sen, rồi yến mạch. Mình rang lên xong rồi mình xay nhuyễn ra. Rồi mình nấu nước sôi á, mình khuấy, mình uống giống như sữa vậy đó. Mùi nó thơm lắm cả nhà. Cái này là ở nhà tự làm. Ở tối hả? Để đây sáng hơn nè. Nhi mới có xách cái túi là con Buôn nó đã ngồi lên xe sẵn chờ nãy giờ rồi. Bây giờ mình sẽ chở nó đi tỉa lông. Do nè cả nhà, lông mắt đồ nó dài hết rồi, với lại lông tai của nó dài rồi, còn phải đi tỉa chứ không nó ngứa nó gãi á. Đi tỉa lông nha Buôn. Nhi mới chở con Buôn tới chỗ spa rồi. Bu ơi, vô Bu ơi. Đi. Dạ chị tạo kiểu được, nhờ tạo kiểu giùm em nhé. Sợi lông nó ngắn á. Lông thì dài rồi đó, nhưng mà sợi rối nè. Chắc được á. Tạo kiểu đó chị. Dạ. Dạ. Nhi mới đi sáng giờ. Giờ là 10 giờ rồi mới về tới nhà. Sẵn ghé mua một ly nước mía với lại một hộp cơm ăn luôn. Trưa nay anh Thép phát ở trên Bác Ái á, chắc là sẽ về trễ nên là mình ăn trước rồi có gì mình sẽ nấu cơm sau. Bình thường Nhi ít ăn cơm hộp như thế này lắm, lâu lâu ra ngoài á thấy nhìn cũng hấp dẫn
Hay là Nhi mua về một phần như thế này 20 ngàn thôi. Mời cả nhà ăn cơm nha. Cái này là vừa là ăn giữa buổi á, đã cỡ 10 giờ. Trưa mình sẽ ăn cái khác, trưa mình sẽ nấu cơm ở nhà mình ăn thêm. Chắc ăn cái này chắc tầm 1 giờ mình mới ăn lại à. Dạo này mình thấy mình ăn nhiều ghê luôn ha. Cứ đổ lỗi là mang bầu ăn cho hai người. Hay là mình thèm nhiều, mình nghĩ hay nói là con thèm nhưng mà thiệt ra mình thèm chứ con đang thèm. Ở gần chỗ Nhi mới có thêm một cái chỗ cô này bán cơm chay nữa này, bình thường chỉ có một cô thôi. Mời cả nhà nha, mua mất. Đậu bắp luộc, rau luộc. Chia sẻ với khán giả một việc đó là Nhi với anh Hép cũng ấp ủ một cái điều mà chưa có nói trên video. Đó là hai đứa cũng ấp ủ là sẽ mở một cái quán cơm không đồng ở tại Ninh Thuận mình. Nhưng mà tình hình là chắc là phải chờ Nhi sanh xong rồi sắp xếp coi thử là mình có trời có thương có cho mình mở được hay không. Quán cơm đó như dự định là Nhi sẽ nhờ mấy cô mà kiểu biết nấu á, xong rồi nhờ mà mấy cô mà không có việc làm á, mình sẽ tập hợp lại làm trong quán cơm đó. Mình sẽ làm cơm chay thôi. Mình chút mắt là như vậy. Không biết là có được hay không. Nhi thì thích mở một quán cơm chay không đồng, còn anh Thép thì muốn mua một chiếc xe cấp cứu không đồng. Nhưng mà hiện tại thì xe thì giấy tờ, phải làm giấy tờ rồi phải hỏi thủ tục rất là rườm rà, rất là lâu luôn. Cũng đang trên đường hỏi. Còn quán cơm thì mình phải sắp xếp nào, phải tìm mặt bằng, rồi tìm người biết nấu nữa. Nên là, nhưng mà dự tính là nếu mà trời thương có thể là trong tương lai mọi chuyện suôn sẻ thì hai vợ chồng sẽ mở để phục vụ cho bà con ở tỉnh Ninh Thuận mình. Đến bây giờ mà nhà mình vẫn còn thiếu nhiều thứ lắm, vẫn cứ sống từng chút. Mỗi lần có khách tới đông á là chén cũng thiếu nè, cái gì cũng thiếu hết trơn. Mình thiếu đến đâu phát sinh mua đến đó cả nhà. Ăn xong như dọn dẹp một chút rồi qua shop mình sẽ livestream và trả lời tin nhắn. Như sẽ trả lời tin nhắn phụ anh Thép trên Zalo á, nên là cô chú anh chị mà có những cái hoàn cảnh hoặc là những cái câu chuyện gì mà cần chia sẻ trên kênh Cú Nắm Thép á thì cứ nhắn tin vào cái phần Zalo nha, Như sẽ trả lời. Uống cà phê lấy đá em. Ở ngoài bên shop bây giờ là 11 giờ rưỡi rồi, mọi người đã về ăn trưa hết rồi cả nhà. Lúc nãy ăn cơm nó còn no quá nên Duy bị chứ không có ăn cơm nữa, thêm một ly chè, chè này nó hơi ngọt. Mình làm xong một chút nữa rồi mình sẽ về bên nhà nấu cơm. Bố ơi, được tặng cái khăn nữa ta, đi về thôi. Nhi mới chở con Bu về cả nhà. Từ ở chỗ mình mà chạy lên tới chỗ mà người ta tắm gội tỉa lông spa cho chó là hơn 10 cây rồi, đi cũng hơi xa.
từ Tết đến giờ hình như là lâu lắm rồi sao, mấy tháng rồi Bu nó mới làm lại. Bu đứng dậy cho khán giả coi coi. À, ở chỗ này tỉa cũng như thấy giá cũng hợp lý, 250.000 thôi cả nhà. Vừa tỉa làm sạch tạo kiểu hết tất cả kiểu luôn, có 250 thôi. Mà con Bu nó cũng nặng gần 10kg rồi. Này cô chào cô chú nè. Bây giờ bên chăm sóc mình thì giờ là 4 giờ kém, bên chăm sóc mình đang dán đơn hàng cho ngày hôm nay. Dễ thương chưa? Dễ thương chưa? Đi chơi, đi dẫn đi chơi nha. Hôm qua anh Thép đi làm về mua một bó hành rất là bự luôn. Như chia cho con Năm một nửa rồi, còn một nửa. Mà nhà mình đâu có nấu ăn nhiều đâu. Nhiều hành quá nên là Nhi quyết định là sẽ đổ bánh xèo. Hồi nãy Nhi mới chạy ra chợ mua thêm một ít rau sống với một số đồ nữa để mình đổ chung bánh xèo cho nó ngon á. Giờ Nhi sẽ đi sơ chế một chút nha. Trước khi mà vào sơ chế rau củ quả thì Nhi sẽ ngâm khuấy bột trước để cho bột nó ủ một chút với cả nhà. Đâu rồi, cách pha bột đâu rồi. Thành phần, bảo quản hướng dẫn sử dụng đây. Cho bột bánh xèo cộng với nước, cộng với một gói bột củ nghệ, cộng với hành lá. Cái gói này là 400g bánh xèo, 400g bột thì dùng 900ml nước. Nhưng mà ở đây Nhi nấu ít đó, chắc là Nhi nấu khoảng nửa thôi, nên là mình dùng khoảng nửa nước, khoảng 450. Ok, giờ mình sẽ cắt ra trộn bột nha. Cái hướng này nó hơi ngược sáng một chút. Thường món bánh xèo này là Nhi hảo chứ anh Thép không có hảo, nên là mình nấu nhiều là một mình ăn hết á. Nói chung là hai vợ chồng sở thích ăn uống là cũng trái ngược nhau lắm. Trong đây hình như có gói bột nghệ nhưng mà chắc là Nhi nó nằm ở dưới hay sao. Thôi mình khỏi bỏ nghệ đi, mình làm bánh xèo trắng. Như này đủ chưa ta? Mình chỉ đút chắc khoảng 3-4 lá thôi chứ không cần đút nhiều đâu. Rồi, Nhi mới gọt xong mấy cái đầu hành hết rồi. Bây giờ mình sẽ rửa sạch để cho nó ráo. Rồi ăn đến đâu thì mình sẽ dùng đến đó nha. Trời ơi, mình pha có rồi một nửa tô bánh tô bột vào mà quá trời hành luôn, biết khi nào mới ăn hết bao nhiêu hành đây nữa. Bây giờ mình sẽ cắt thêm một ít ớt chuông với mấy cái đồ này nữa để bỏ lên bánh xèo quá. Nhi đã cắt xong cái phần rau củ để mình bỏ lên cái bánh xèo rồi. Bây giờ bắt đầu mình sẽ chiên. Lấy dầu ăn ra. Do là cái phần ớt chuông nè, hành lá, hành tây với lại cà rốt đó mình bào mỏng cho nên là mình không cần xào trước đâu. Để vậy là được rồi. Còn bột có hành nữa nè. Nhi không có bỏ thêm nghệ vô. Rồi bây giờ Nhi sẽ đổ bột vô vô chảo nha. Không biết nó đổ được không đây. Cũng xèo xèo chứ. Cà rốt vào, rồi ớt chuông, rồi hành tây. Nếu mình bỏ vậy nó sẽ không có dính. Vậy lát nữa Nhi sẽ bỏ cái phần rau củ ở dưới xong rồi rải đổ bánh xèo lên trên để lắp lại cho chín. Hình như bột của Nhi pha nó hơi loãng hay sao. Hui, y thấy hình như nó cũng hơi dính dính ở dưới á. Lắp lại nha. Wow, đây cả nhà, đúng là cái bột của Nhi pha nó hơi bị loãng á. Thôi lỡ rồi, cho ra dĩa luôn. Wow, một cái bánh xèo mà đầy ắp topping, bột thì ít. Giờ tiếp tục mình sẽ đổ cái thứ hai. Cái thứ hai thì thường nó sẽ được rút kinh nghiệm bởi cái thứ nhất cho nên là thường cái thứ hai nó sẽ đỡ ghê hơn.
Rồi bây giờ mình rút kinh nghiệm, mình sẽ cho cái phần này vào trước để cho nó dính. Nhưng mà cho cái này vào trước á thì lát nữa mình ập cái bánh lại nó lại không có đẹp. Rồi cho bột vô luôn nha. Nhưng hơi nhiều. Ô vậy là như bột đây đổ được có 3 cái à. Cái công đoạn mà chuẩn bị rồi làm tất cả mọi thứ thì thấy nó mất thời gian, nhưng mà đổ ra như sợ làm nhiều quá thì có Nhi với anh Thép thôi, sợ làm nhiều quá thì ăn không hết, mà anh Thép thiệt lại không có hạ món bánh xèo. Còn anh Thép lúc nãy có mua thêm lẩu gà, luôn mua hồi lúc mà trên đường đi làm về để chiều nay ăn với mọi người luôn. Nhưng mà phải chờ tới 8 giờ mới ăn, tại vì anh Thép phải tập thể dục. Lát nữa Nhi sẽ qua cho cả nhà xem anh Thép tập thể dục mỗi ngày như thế nào. Tập một ngày nghỉ 3-4 ngày luôn đó cả nhà. Rồi đây là cái thứ hai. Cái thứ hai đã được rút kinh nghiệm bởi cái thứ nhất, không biết là nó có ok hơn cái thứ nhất không. Cái này thì Nhi đổ bột nó dày một chút. Đây cả nhà. Nhìn cũng hấp dẫn chứ. Không hiểu sao mà Nhi rất là ghiền ăn cái món bánh xèo này nha. Với bột lên chứ không đủ bột cho cái này luôn á chứ. Được 3 cái cả nhà. 3 cái là một mình Nhi ăn là cũng hơi nhiều rồi đó, tại vì còn một rổ rau sống nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đậy chờ cái này chín thì mình sẽ đi làm nước chấm. Thường ở chỗ cả nhà mình á là ăn bánh xèo với chấm với cái gì? Ở ngoài Nhi thì sẽ ăn chấm với nước mắm chua ngọt á. Hoặc là có thêm trộn chung với đậu phộng nữa, cũng rất là ngon luôn. Nước mắm tỏi ớt trộn chung với đậu phộng nữa. Bây giờ mình sẽ giã nước mắm tỏi ớt. Rồi cái cuối cùng của mình, tắt bếp luôn. Đây. Đây cái cuối cùng rồi cả nhà, Nhi để trong đây cho nó nóng giòn luôn. Đi pha nước chấm tiếp. Đây công tác buổi chiều tập thể dục thể thao của anh Thép. Công trình giảm mỡ bụng mà tập một ngày nghỉ 3-4 ngày. Em ăn cơm trước nha anh. Chờ anh lâu quá, anh Thép mình tập tới gần 8 giờ mới xong luôn. Lát nữa anh Hải ở lại ăn lẩu luôn nha. Quá cái gì mày đặt cái da rồi nghĩ nữa. Đang quay phim. Cái gì vậy? Chưa đụng mà. Đồ đang quay phim mà. Mời cả nhà ăn bánh xèo tối nha. Nhi anh lấy ra 2 cái, còn 1 cái thì Nhi để cho anh Thép. Dù gì vợ nấu ngon hay vợ cũng phải ăn cho biết. Mình lấy 2 cái. Đây như đã pha một chén nước mắm tỏi ớt chưa nặn chanh. Giờ mình nặn chanh vô nha. Chưa nếm luôn. Đây Nhi mới dọn ra ở ngoài hộ cá ăn cho nó mát. 2 cái bánh xèo nước mắm với lại một ít rau sống. Ở ngoài Nhi thì quen ăn bánh xèo cuốn với bánh tráng á, nên là Nhi nhúng thêm một cái bánh tráng nữa. Bánh tráng này là ở Bình Định luôn. Bánh tráng mì nhất hả? Nhi nhớ không làm lại tên nó như vậy á. Còn đây là mấy cái trái siro này, để làm nước siro cả nha. Bây giờ mình sẽ lấy bánh tráng nè, thêm một miếng lá xà lách nữa. Rồi thêm một ít rau thơm và giúp cá. Lúc nãy Nhi đi chợ chiều á, cũng hết rau sống rồi, chỉ còn rau thơm giúp cá thôi. Rồi thêm phần bánh xèo. Lâu lắm rồi mới tự đổ bánh xèo ăn như thế này ở nhà luôn á. Rồi bún lại. Nhi ăn trước một cử xong rồi lát nữa mọi người tới tập trung ăn lẩu là Nhi lại ăn ké thêm một cử nữa cả nhà. Tại vì mình hay đói, đói nhanh lắm. Mời cả nhà nha. Linh hồn cái món bánh xèo này
chắc chắn là nước mắm rồi, phải nước mắm ngon. Ở ngoài như là hay làm nước mắm xong rồi là xay thêm đậu phộng á, bỏ vô trộn vô ăn ngon không? Ngoài Quan Nhi thì có hai loại bánh xèo, một là bánh xèo giòn, hai là bánh xèo giỏ. Bánh xèo giòn là bánh xèo mà nó có màu giống như mọi người thường thấy á, cái bánh nó nhỏ nhỏ vậy nè, chiên giòn lên rồi có tôm mực thịt gì đó đầy đủ mọi thứ. Còn bánh, một loại bánh xèo giỏ là xay từ gạo ra và không có thêm nghệ hay là thêm màu gì hết, để nguyên màu trắng luôn và nó không có cái nhân gì bên trên luôn. Khi mà ăn á, thì mình có thể là thêm một ít giá trụn, hoặc là có một số chỗ người ta biến tấu á, thì người ta đập thêm trứng gà, trứng vịt gì đó, hoặc là trứng cút gì đó đập lên trên. Ăn thì ăn sẽ ăn chung với nước mắm nêm. Cái món bánh xèo đó hồi nhỏ Nhi hay ăn buổi chiều đi học, tầm chắc 2 giờ rồi bắt đầu ngồi chờ đổ bánh nóng ăn. Ngon không? Cái này mình ăn rau củ, ăn bột bánh xèo thì ít mà ăn rau củ thì nhiều quá, quá trời luôn. Tự nhiên Nhi ngồi Nhi ăn như thế này, cái tự nhiên Nhi nghĩ đến cái việc là vài tháng nữa, khoảng 3-4 tháng nữa là mình có thêm một đứa, một cái đuôi nhỏ cả nhà, đi đâu mình cũng phải đi theo là đứa con á. Bây giờ thì chỉ có hai vợ chồng ở nhà thôi, thì buồn buổi tối có thể dắt nhau đi ăn chè, ăn kem gì đó. Còn sau này có con thì chắc ở nhà chăm con luôn quá. Trời mưa luôn à. Hôm bữa giờ Nhi chat cái Zalo của anh Thép á, để mà nhận thông tin các hoàn cảnh cần sự giúp đỡ, thì thấy hầu như là các hoàn cảnh người ta mọi người gửi đến á, đều là ở các tỉnh khác à, Ninh Thuận thì ít lắm. Thì những tỉnh xa thì đi không có được cả nhà. Anh hiện tại là đi không được, nếu mà mai mốt Nhi đẻ xong xuôi con lớn lên rồi anh Thép sắp xếp đi được thì sẽ đi hỗ trợ bà con ở những tỉnh xa hơn. Chứ còn hiện tại thì chỉ hỗ trợ được cho bà con ở trong tỉnh Ninh Thuận thôi ạ. Nên mà anh chị em nào có hoàn cảnh ở trong Ninh Thuận thì cứ để lại thông tin qua Zalo của anh Thép là 0989225555. Mình để lại tin nhắn thì Nhi hẳn là anh Thép sẽ trả lời, sẽ đọc tin nhắn và trả lời nhanh hơn. Với lại gửi hình ảnh qua nữa thì có hình ảnh mình xem xét dễ hơn. Còn nhiều khi gọi điện á thì anh Thép đi làm cả ngày, còn Nhi thì không có thể nào mà trực điện thoại hoài được. Nên là cứ có gì thì cứ để lại tin nhắn trên Zalo là ok nhất. Nhi sẽ check, Nhi sẽ đọc và phản hồi lại cho cả nhà. Còn những trường hợp ở xa thì chắc là hai vợ chồng xin thông cảm cho hai vợ chồng, hai vợ chồng không thể tới được. Mới ăn có một, chưa được một cái mà thấy no rồi đó. Cái đây là Nhi đổ bánh xèo theo ý thích của mình, nên là nó không có theo cái khuôn khổ gì hết. Topping thì mình thích ăn gì mình bỏ vô đó. Nên là nếu mà cô chú anh chị thấy nó hơi kỳ kỳ thì cũng bỏ qua cho Nhi nha. Lên đây nè, em bu ơi, lên đây. Em bu sáng giờ đi làm đẹp chắc là đói bụng phải không? Nhưng mà không có đồ ăn của con, lát nữa vô lấy đồ ăn khác cho con nha. Nãy Nhi có mua thêm bị hạt nữa, để dành khi nào mà nếu như mà Nhi không kịp nấu ăn, không có nấu ăn bữa đó thì lấy hạt cho nó ăn. Nó nhảy lên ghế này, buồn nó thích nó ngồi trên ghế đó. Đi ra quán nó cũng tìm một cái ghế nó ngồi à. Bu ơi, bữa nay có cái khăn dễ thương ghê ta, nhưng mà khăn đó nhìn giống con trai quá à. Chắc là Nhi cũng xin phép tạm dừng video ở đây luôn nha. Video sáng giờ quay cũng khá dài rồi. Cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của mình xem video này nha. Nhớ để lại cho Nhi một cái like, một cái đăng ký kênh. Vậy thì bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo nha.